Bà Trương Thị Thanh Hoa làm phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình. Bổ nhiệm trưởng công an thành phố Chí Linh giữ chức phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Ông Trần Văn Sơn giữ chức phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy Hải Dương. Bắt phó chủ tịch huyện ở Bình Phước. Kỷ luật nhiều cán bộ viện kiểm sát nhân dân ở Đắk Nông để xảy ra oan sai. Tạm đình chỉ hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông thị xã Sapa bắt nguyên hiệu trưởng chiếm đoạt tiền hỗ trợ của học sinh. Bà Trương Thị Thanh Hoa làm phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Bình. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm bà Trương Thị Thanh Hoa, Tránh Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội từ ngày 17 tháng 10 năm 2024, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Hoàng Xuân Tân hy vọng trên cương vị mới, bà hòa sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực giữ vững bản lĩnh chính trị cùng đó không ngừng phấn đấu tìm tòi học hỏi và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đoàn kết cùng tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động sở lao động thương bình và xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trương Thị Thanh Hòa bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Bà Hòa hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt công việc, tăng cường đoàn kết cùng tập thể Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bà Trương Thị Thanh Hòa sinh năm 1982, quê quán tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bà Trương Thị Thanh Hoa đã giữ chức vụ Tránh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình vào năm 2021. Bổ nhiệm trưởng Công an thành phố Chí Linh giữ chức Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Sáng ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân giữ hội nghị và trao quyết định. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, trưởng Công an thành phố Chí Linh được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2024 đến ngày 22 tháng 10 năm 2029. Ông Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1978 ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, trình độ thạc sĩ an ninh và trật tự xã hội. Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 12 năm 2003, ông Nguyễn Hoàng Long công tác tại Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội. Từ tháng 1 năm 2004, công tác trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, từng giữ chức phó trưởng Công an thành phố Hải Dương, trưởng Công an huyện Bình Giang, trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Từ tháng 3 năm 2023, giữ chức trưởng Công an thành phố Chí Linh. Ông Trần Văn Sơn giữ chức phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy Hải Dương ngày 23 tháng 10, tại Ban Nội chính tỉnh ủy Hải Dương, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Điều động ông Trần Văn Sơn, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác tại Ban Nội chính tỉnh ủy và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị ông Trần Văn Sơn với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác ngành thanh tra, làm việc tại cơ quan chính quyền sẽ tiếp tục tâm huyết, rèn luyện để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Bắt Phó chủ tịch huyện ở Bình Phước, thông tin từ công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố tạm giam ông Nguyễn Xuân Hoàn, 51 tuổi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập để điều tra tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ngoài ông Hoàn, ba cán bộ của huyện cũng bị khởi tố cùng tội danh. Trước đó vào tháng 5 năm 2024, Công an Bình Phước khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hữu Hóa, 52 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập và Nguyễn Thị Hải, 43 tuổi để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc từ năm 2015 đến nay, với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bù Gia Mập, phụ trách kinh tế, ông Hoan lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và cán bộ dưới cấp thực hiện trái với quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đối với 38 hecta đất trồng rừng, thành rừng được chuyển giao về địa phương quản lý. Trong đó, ông Hoan chỉ đạo ba cấp dưới trong hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự án bãi rác tập trung huyện Bù Gia Mập để kiểm kê hiện trạng và áp giá bồi thường hỗ trợ bồi thường cây trồng, kiến trúc trên diện tích 3 hecta trong 38 hecta trái quy định, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 798 triệu đồng. Kỷ luật nhiều cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân ở Đắk Nông để xảy ra oan sai Ngày 23 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Đắk Nông cho biết đã thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ, đảng viên liên quan đến các vụ án oan sai tại huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Trần Đình Vĩ, nguyên Đảng Ủy viên, trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông lý do ông vĩ đã có vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong quá trình khởi tố truy tố ông đỗ văn hùng tại vụ án hình sự xảy ra ở đắc hà huyện đắk long dẫn đến oan sai ngoài thi hành kỷ luật đối với ông vĩ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đắk nông cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông nguyễn huy phúc viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện tuy đức tỉnh đắk nông nguyên bí thư tri bộ viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện đắk long theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông, với cương vị là bí thư tri bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Long, từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 10 năm 2017, ông Phúc đã không kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến cấp dưới thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong quá trình khởi tố ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan tại vụ án hình sự xảy ra tại xã Đắk Hà, huyện Đắk Long dẫn đến oan sai. Tạm đình chỉ hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông thị xã Sapa. Ngày 23 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết đã ban hành quyết định số 1636 về việc tạm đình chỉ công tác đối với viên chức quản lý. Nội dung nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Văn Huân, sinh năm 1979, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Lý do tạm đình chỉ để kiểm tra xác minh rõ phản ánh về tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý của hiệu trưởng. Thời gian đình chỉ công tác 7 ngày giao cho ông hoàng minh phượng phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông thị xã sapa phụ trách chỉ đạo các hoạt động của nhà trường trong thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông bùi văn huân Trước đó, ngày 22 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn kiểm tra do lãnh đạo sở làm tổ trưởng đến kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo nhà trường và cá nhân ông Bùi Văn Huân viết báo cáo giải trình, kiểm điểm công tác quản lý liên quan đến các nội dung thông tin do Đài truyền hình Việt Nam phản ánh, đồng thời chỉ đạo tổ chức khắc phục ngay những tồn tại còn hạn chế. Bắt nguyên hiệu trưởng chiếm đoạt tiền hỗ trợ của học sinh Ngày 23 tháng 10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị đã phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Trần Ngọc Hà, sinh năm 1977, chú xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Qua điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, Ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền hơn 765 triệu đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, ông Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Do đó, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tài Trải, huyện Bắc Hà. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.